Nếu anh em muốn sở hữu nick VIP chỉ từ 15k, ok, hãy đến với shop misu.com, shop hợp tác duy nhất và chính thức của Misu TV. Hello hello, xin chào tất cả anh em nha. Và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Thì trong video tiếp theo ngày hôm nay thì cũng đã khá là lâu rồi mình không hướng dẫn anh em cách giảm lag khi chơi Free Fire nhá. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn đến anh em một cái ứng dụng sẽ giúp anh em tăng tốc khi anh em chơi Free Fire nhá. Và sẽ giúp anh em quay màn hình đối với những anh em nào đang dùng máy cấu hình yếu mà không quay được màn hình khi chơi game ấy. Thì ứng dụng này cũng sẽ hỗ trợ anh em quay màn hình lại khi anh em chơi game luôn nhá. Ok, và nó còn sẽ giúp tắt thông báo này, khi anh em chơi game thì nó sẽ không có thông báo tới nữa nhá. Ok, và ứng dụng đó sẽ ở trong cái CH Play nhá. Đầu tiên thì anh em sẽ vào cái CH Play nhá. Và anh em sẽ gõ cho mình cái tên ứng dụng là Game Booster này, and Launcher Green Recorder nhá anh em. Đấy. Và cái khi anh em đọc được cái tên này thì anh em cũng có thể hiểu được là Game Booster đó chính là tăng tốc game này. Phần launcher đó chính là cái phần ở trong màn hình nhá anh em. Cái phần launcher đó chính là cái phần anh em có thể tăng tốc khi anh em đang chơi game nhá. Nó hiển thị ở trong nó hiển thị các cái phần cài đặt ở trong phần chơi game ấy anh em. Và Green Recorder đó chính là phần anh em có thể quay được màn hình nhá. Ở đây thì mình đã tải ứng dụng này rồi. Thì ứng dụng này cũng khá chi là nhẹ thôi anh em. Ứng dụng này cũng có 4 phẩy mấy mê thôi. Đây anh em cũng có thể thấy này. Cái phần Game Booster thì anh em tăng tốc game này. Green Recorder đó chính là anh em quay màn hình này. Còn cái phần Launcher đó chính là có cái phần ở trong game đấy nhá anh em. Phần tăng tốc cài đặt ở trong ngay trong game luôn nhá. Đấy, khá chi là đơn giản đúng không? Và anh em chỉ việc anh em tải về thôi. Thì ứng dụng này cũng khá là nhẹ nên là anh em tải cũng nhanh thôi. Ở đây thì mình đã tải rồi nhá. Và sau khi anh em tải xong rồi thì anh em sẽ vào phần mở luôn nhá anh em. Đây, giao diện này, giao diện của ứng dụng này nhá anh em. Nhìn cũng khá là đẹp luôn. Và ở cái phần import app này thì anh em sẽ nhấn vào đây và anh em thêm cái game của anh em vào nhá. Ở đây thì mình sẽ thêm Free Fire vào nhá anh em. Đấy. Đây, sau khi anh em thêm Free Fire rồi thì nó sẽ hiển thị ở đây nhá. Còn cái phần mình sẽ khám phá với anh em cái phần server nhá anh em. Cái phần này đó chính là cái phần lưu lại những cái video mà anh em đã quay màn hình nhá anh em. Anh em sau khi anh em quay màn hình khi chơi game thì nó sẽ lưu vào đây nhá. Đấy. Còn cái phần toolkit này. Cái phần này thì cái game folder đấy. Cái phần cuối cùng đó chính là game folder thì chính là cái phần hiển thị game của anh em thì anh em nên mở nhá. Còn skin recorder đó chính là cái phần hiển thị cái quay màn hình này anh em. Đây mình sẽ cài cho nó hiển thị trên ứng dụng khác đã nhá. Đây và anh em sẽ chọn vào cái game launcher này. Đấy và anh em cho phép là ok rồi. Đây sau khi anh em bật cái này lên thì nó sẽ hiển thị lên cái quay màn hình đấy nha anh em. Đây anh em thấy chưa? Cái phần cái này thì anh em sau khi vào game thì anh em sẽ quay màn hình nhá. Anh em mà không quay thì anh em tắt đi cũng được. Còn cái trên đây là cái anh em sẽ tăng tốc. Nói chung thì anh em cứ để mặc định đi là ok nhá anh em. Đấy. Anh em cứ để mặc định như bình thường nhá. Còn cái phần Free Fire thì anh em sẽ nhấn vào phần cài đặt này. Anh em lưu ý là anh em muốn tăng tốc thì anh em phải nhấn vào cái nút nút ở phía bên phải màn hình đấy nha anh em. Anh em phải bật cái nút này lên nhá. Đấy. Sau khi anh em bật lên thì ở trong đây thì có rất nhiều cái cài đặt luôn. Đây, cái này là phần này. Cái phần này là cái phần hiệu suất khi chơi game nha anh em. Cái này thì cái đầu tiên đó chính là power saving thì nó sẽ giúp anh em tiết kiệm pin nhá. Cái này thì sẽ là tiết kiệm pin, nó sẽ giảm cái xử lý của cái chip đi và giúp anh em tiết kiệm pin nhá. Còn cái phần phần ở giữa này đó chính là phần bình thường, hoạt động như bình thường thôi anh em. Còn cái này thì sẽ giúp anh em tăng tốc game một cách hoàn toàn nhá. Nó sẽ bắt cái chip của anh em ấy phải hoạt động một cách 100% luôn nhá. Ok, thì ở đây thì ở dưới đây thì cái này là độ sáng này anh em. Cái này là độ sáng nhá. Còn cái này đó chính là cái âm lượng của game khi chúng ta chơi game ấy. Còn cái này là cũng tắt âm lượng này. Nói chung là mấy cái này thì cũng không quan trọng lắm đâu anh em. Cái quan trọng thì quan trọng nhất đó chính là cái tắt thông báo đây này anh em. Đây, anh em cần phải bật lên nhá. Cái tắt thông báo này thì anh em cần phải bật cái bật cho phép này.
cái này là khi anh em chơi game ấy, tự nhiên anh em đang co bắp bùm bùm bùm, tự nhiên có cái thông báo vào, anh em nhấn vào, thế là địch bị địch nó bắn chết đúng không? Ví dụ như anh em đang bắn nhau bùm bùm bùm, tự nhiên Misu TV thông báo tới là đã đăng video nhận cái gì đó, anh em nhấn vào cái tự nhiên anh em bị chết đúng không? Ok, và anh em sẽ bật cái này lên đấy, và sau khi anh em chơi xong thì anh em sẽ vào YouTube và anh em xem lại sau nhá. Đấy, và cái này nó sẽ tắt thông báo cho anh em luôn, và anh em sẽ không hề bị thông báo một cái gì hết rồi nhá. Còn phần này là đó cũng chính là cái phần chặn thông báo cho anh em. Đây, cái phần này là nhầm với anh em, cái phần này là sẽ là chặn cuộc gọi nhá. Cái khi anh em chơi game thì sẽ không bị một ai gọi đến rồi nhá. Đấy, còn cái phần clear đây là chính là cái phần dọn dẹp khi anh em chơi game nhá. Rồi ok, thì nói chung thì bật như thế này cũng khá là ok rồi. Anh em khi chơi thì anh em bật như thế này lên thôi nhá là được rồi. Ok, thì anh em sau khi anh em đã cài đặt xong thì anh em bật luôn cái phần clear background này để về nhá. Đây anh em bật luôn nó lên, và sau khi anh em nhấn hết cài đặt các kiểu rồi thì anh em sẽ nhấn save vào phần launcher nhá anh em. Đây. Nó sẽ bắt đầu vào phần đấy, nhạc chuông và cuộc gọi thông báo đã tắt đấy anh em. Và bây giờ thì anh em sẽ vào game thôi. Đấy anh em thấy chưa? Đấy, khá chi là ok, ứng dụng này rất chi là mượt luôn anh em. Đấy, vậy là bây giờ chúng ta chỉ cần vào game và chúng ta trải nghiệm cái ứng dụng này thôi. Còn và chắc có lẽ video của mình kết thúc tại đây thôi. Và những anh em nào ấy mà xem và tải ứng dụng này về, nếu mà thấy nó sử dụng mượt các kiểu thì anh em nhớ nhấn like và chia sẻ luôn cho mình nhá. Anh em nhớ chia sẻ luôn giúp cho mình với nhá. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông báo mới nhất về video của mình nhá. Ok, và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá. Ok.